từng trận. Mỗi một trận đấu là một trận chung kết. Kata đến từ game thủ màu 2. Kata hit gặp Mark Egypt, ok. Như vậy là lạc đà đấu với chém của Maxi. Với chém U98 khả năng cao sẽ chỉ đánh chém thôi, không đánh Y. Chúng ta có hit rồi. Đóng hơi dịch ra vẫn ok anh ơi. Vâng, hit Kata, Egypt Mark. Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Văn Đức đã gửi tặng 813 sao. Nhà Hoàng Nhi vừa rồi chỉ là một cái bài đấu mà anh kiểu đất là tròn để ra ruộng thôi. Chúng ta thấy những chiếc ruộng hình bậc thang đã được ra rồi. Tức là quỹ đất gần như đã hết. Xây ruộng ngoài thì hơi mạo hiểm, bởi đồ bạn có thể quấy ở cái mặt từ nhà ba lớp sang. Nên là chỉ là bài ép cung, ép làm sao được ra nhiều cung nhất để mình đẩy. Bởi đua phát triển là không kịp với Xiang, nhất là đồ bạn còn Babylon nữa, nên là không thể đua phát triển được. Chỉ có ép quân để đẩy. Và đúng như là có bạn Đặng Kiệt hỏi, thì xin phép được hỏi mọi người, đó là Kata là quân của nước nào? Vâng, cả thả Hoàng Minh Nhi. Văn lớp cầm Hitty. Bạn Nguyễn Thành Long đã bảo là Lào. Trong cái đó bạn Danh Nam đã bảo là Ba Tư. Bạn Đỗ Văn Vinh đã bảo là sa mạc. Sao lại quân nước nào là nước sa mạc? Cường Sấm thì đang bảo là Kata quân Việt Nam, quân đội nhân dân Việt Nam. Kata, vâng, Thành Long thì anh đang bảo là Kata là nước có nhiều bãi tha ma. Vâng, bạn Long Bạch Sương thì báo về thế là quân Tây Ban Nha. Trong khi bạn Nguyễn Tùng Duy, à không phải, bạn nào đấy ạ? Cờ lực công sóc dân, không đây, sẻ cầm Egypt thôi càng. Vâng, Egypt, quan trọng là bài nữa. Vâng, quân là một chuyện con bài. Catalian, Tây Ban Nha, Bắc Sa là như nào? Kata là Cộng hòa La Mã cổ đại. Theo lời chia sẻ của bạn Hùng Gà. 2.300 lượt like, lượt chia sẻ tại đang là 1.300. Thì chúng ta rất mong là bạn sẽ có được khoảng 200 lượt chia sẻ nữa để lên 1.500 lượt chia sẻ, cho con số nó đẹp và ý nghĩa hơn. Chứ tôi ghét con số 1.3 này lắm. 1.3 nó không đẹp lắm. Mọi người like chia sẻ để thay đổi con số 1.3 đi ạ. Chào bạn Ô Lam Tễu. Tỷ số 1 đều rồi nha bạn Hòa Phan Văn ơi. Vâng, Thuận Hữu Tiên báo về là Kata. Catalia chính là quân của Canada, bởi vì chúng nó có tên gần giống nhau. Mạng lag à bạn? Vâng, hiện tại thì do là hội nghị nên là nó bị bóp băng thông đi quốc tế, thế các mạng nó sẽ bị lag. Thì có lẽ là xong ngày hôm nay thôi nó sẽ ổn trở lại. Tùng Lê X và Mông Cổ ạ. Ờ đúng, cũng có thể Mông Cổ, bởi vì ai cũng biết đến triều đại đó là Thành Cát Tư Hãn của Mông Cổ. Và đây thêm một câu hỏi về kiến thức lịch sử là triều đại nào ở Việt Nam đã chống quân Nguyên Mông 3 lần thành công. Một câu hỏi trí tuệ về lịch sử của chúng ta. Quân đội thời nào đã chống tới 3 lần giặc Nguyên Mông xâm lược? BM và BA dành cho game thủ Văn Lớp. Hoàng Nhi thì cũng sẽ cố gắng để đóng L ở đây. Có một chiếc BM được thiết kế để lát có thể ăn vàng được.
Nhà Trần Thành Nguyên đang là nhà Trần. Bạn Kiên Bảo Nam, bạn Căng Hera. Rất nhiều bạn đang cho rằng nhà Trần. Trong khi Linh Linh đã bảo là nhà Hồ. Bạn Nguyễn Việt Dũng lại cả nhà Nguyễn cơ ạ. Sao lại bạn nào lại bạn Thanh Hoàng lại còn cả quân đội nhân dân Việt Nam ở đây nữa. Thời đấy làm gì quân đội nhân dân Việt Nam. Còn Nguyên Mông thì thời đấy là 3 lần nhỉ bạn, tôi nhớ 3 lần kháng Mông thành công. Và đây rồi gặp luôn game thủ màu 6 đó là U98. Toàn thánh lịch sử chết thật. Bạn nào vừa hỏi mình là những vị vua nào chống Nguyên Mông ạ? Bạn đố mình về lịch sử thì mình quá biết luôn. Mình trước đây đã từng được cả giáo viên sử, giáo viên văn ép phải đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Và như vậy họ đã lên đời rồi. Tạo lên đời, màu 3 hiện tại là rất gần với nhà Hoàng Nhi. Và đây là tình huống quật chết giò của các bạn. Rất hay. Họ sẽ không biết chúng ta đi đâu. Và nó báo vậy là khá khỏe. Và chỉ cần Hoàng Nhi cố gắng làm sao để có nhiều lạc đà giữ tham thôi. Họ là 2 đánh 2 chém trận đấu này. Chim sẻ đánh chém và U98 cũng đánh chém. Chém U98 là bài chém có nhà. Rất hay, và lớp dường như đang bị đì. Và lớp bị đì. Ô ô, ai quỳ thế nhỉ? Úi già, úi già, không được. Như vậy là không chết con giò này. Kiểm tra quanh nhà và lớp xem có chốt nào hay không. Biết đâu được bạn công ca, công kèo các thứ. Maxi hay cũng lắm bài lắm. Xin nào, hai con phù 1, hai con phù 1. Vâng, họ đen luôn rồi. Còn rồi mà phù được, cái là chúng ta có thể bấm luôn hai con R này. Đỡ phải lo. Ezip của chim sẻ đang tìm cách dí cũng R vào. Vòng vẩy e và vác dân để đập luôn. Vác cả dân để chơi. Vào máy của đối thủ vào lớp. Ô, ở ngoài thì chi lợi viên về mặt đang ở U98. Ô, chưa bánh xe này. Lại hồn, người ta cầm Maxi. Bài của game thủ chim sẻ nắng là bài đấu cũng đang khoe khoẻ ở điểm đầu. Bài cầm Egypt lạc đà và kết hợp cùng với cung R. Một lớp thần cung của ông sao để tỉa được nhà của thủ màu 6 này. Tôi thấy có một vài cái địa điểm là có voi viết ở đấy rồi đấy. Mà cổ bên mình. Vâng, ăn được tên này, ăn chắc luôn. À, kiểm tra sẽ có cái gì vậy. Đây là máy của Hoàng Nhi. Anh kết hợp lạc đà đi cùng với Hoàng, cùng với Van Lớp là đẹp. Khá nhiều lạc chém của đội bạn thì ít đâu. Bỏ lại nhà mình thôi cho an toàn. Khá nhiều chém của game thủ 16. Hồi lùi anh ơi, chém Maxi nó dồn dạt lắm. Lùi đi. Lùi tên này đã. Màu 3 hiện tại nó vẫn đang khỏe nhá. Màu 3 mất nhiều dân cho anh Bách nhỉ. Không chăn được dân màu 3 đâu. Màu 3 chuyển sang đánh A luôn rồi. Đi chăn fit nhà màu 6 thì sẽ tốt hơn. Tìm màu 6 chăn fit. Cứ tìm ăn nhà màu 6 thôi. Có ruộng nhà màu 6 vẫn còn khoanh ruộng 5 cái ở nhà chính anh ơi. Nhiều chém phết đấy, chục con chém rồi. Dí một tên chết hẳn màu 6 này đã. Đánh kiểu rít rít, chục con chém nhà không biết đâu gặp chưa.
Rồi tên này ăn được chắc luôn. Còn ruộng ấy luôn, canh nhà chính anh ơi. Nhà chính anh ơi, nhà chính 16 vẫn còn ruộng, 5 cái. Chim sẻ đã lên cả đấu máu rồi, nhưng mà bài chim sẻ đang là khá khỏe với lực. Ở trong nhà chính anh vào lớp nha, vẫn còn đấy, đúng rồi, chỗ đấy là có 50 ruộng. Có 3 khả năng cao sẽ tạt sang nhà vào lớp sau tình huống này. Vâng, chạy đi đâu đó rồi. Một pha đứng dốc của Valop đứng rất khéo. Lớp sẽ đốt nhà L. Vòng 13 đi từ 12 giờ xuống anh ơi. Nha, bo lại đi. 12 giờ xuống. Có khá nhiều cung rào của đối thủ chim sẻ ở tình tuần này, nhưng mà lớp đang đứng một thế đẹp. Lạc đà không quá nhiều, nhưng đông cung. Bầu 6 vẫn có một chút xém. Hoàng Nhi sẽ cố gắng làm sao quấy, không quấy được nhà mùa 3 đâu. Mùa 3 hiện tại khung nhà rồi anh ơi. Lát nữa họ bung gian rừng, chúng ta quấy sau. Bây giờ tìm cách chém fit ở nhà mùa 6. Buộc phải chém mùa 6 đã. Phải chém nhà mùa 6 đi. Chỉ có màu 6 này mới ăn được thôi. Cũng là hit đi. Sẽ đam nhanh được hai con dân này. Không thể chạy được. Vâng, tham hiện tại thì đồ bạn vẫn đang hơi đi. Và nó sẽ ra thêm ruộng. Ruộng anh đang hơi ít anh nhá. Gỗ nhiều. Mà lực khỏe trên sẻ đang có tham lai là khá to. Bài công giáp đầy đủ chặt gỗ luôn của đối thủ chim sẻ nắng. Và đó là lý do tại sao chim sẻ hiện tại là đang to nhất map. Người game thủ là một bài lực quá khỏe. Nó giúp cho game thủ để nâng cấp đủ các công nghệ rất sớm ngay từ đầu. Giữ hai con R. Rồi cứ giữ hai con này để chạy đi quản đi quản lại ra nhà. Chúng ta quấy khiến đội bạn mất tay hơn. Họ phải mất mắt để nhìn. Cho này thủng rồi đấy, thủng rồi. 12 giờ xuống anh ơi. Bắt, chỗ đấy hở luôn. Bắt luôn không? Bắt luôn, đấy cho vào. Bắt được không? Bắt anh ơi. Chuyện phải e lớp nha, phải e lớp từ đã. Vậy. Một pha lừa game thủ màu 6. Màu 6 này mất dần chém rồi. Bách tầm này khỏe hơn màu 3, màu 2 rồi. Chim sẻ định sồ lên ăn gà. Họ định sồ lên gà nhưng không thể sồ được tên này. Không, rất đông quân của chim sẻ đang dí ở cả hai mặt. Liệu có gỗ ở gần nhà Hoàng Nhi không lên để ăn cũng được. Họ đang muốn dí vào tên này. Đấu đi anh. Đảo một chút, đông quân của đội bạn. Rất đông quân. Lùi lại không. Đấy, đứng dốc, tìm thế đẹp đã. Dì ở dần ở mặt bên này. Chúng ta giữ dần sang bên này, họ đã đứng xa mặt nhà A rồi. Thì giữ dần để đấu một mặt. Vẽ lạ. Họ đã có, đấy ăn rừng luôn. Sóc cả dân ra. Bởi vì chúng ta đang hơi thiếu rừng. Hơi thiếu gỗ nhá. Hơi thiếu gỗ. Rồi dì ở dần. Cả cung rời của thủ 3 luôn. Khá nhiều, lạc đà thì đã chết rồi. Còn cung R đang đứng đốt thôi. Hoàng Nhi quấy nhà màu 3 không anh? Quấy thử một tên nhà màu 3 xem. Tuần này chim sẻ đang muốn dí với nhà ba lớp. Cung R của mình đang đứng ở trong nhà hơi nhiều. Không ăn được tên này anh ơi, không ăn được. Ở dưới dốc nhiều quá. Thời gian đẹp. Ở đây sẽ phải đấu khéo bởi dưới dốc, mình dưới dốc mà cung đấy dip lên đầu máu rồi. Họ là công đúng bay gỗ của mình. Nó hơi thốn. Bởi buộc phải ăn thủ rừng vậy. Phải có rừng mới đánh tiếp được. Cả nhà A ở đây là sao nhỉ? Họ dường như định công ca, họ vào nhà mình nhá, 16 chém vào nhà rồi anh ơi. Bắt luôn. Rồi khó rồi, trận hơi khó. 1-2 trận thứ 3.
khó. Cung R của chim sẻ trận này lên nở tham nhanh quá. Ba đánh chém chuyển cung mà lại có đủ công nghệ luôn của cầu thủ chim sẻ. Lực bàn này chắc phải cực khỏe đây. Chắc là lực phải cực khỏe. Bởi vì bài vừa lên tôi đã thấy nâng cấp luôn cả đủ công giáp này. Xong cung R có chặt gỗ luôn. Bài này phải ăn được quả về sau là nhiều đấy. Nó dồn nhiều lực, chắc chắn là lực cực khỏe. Lag nhở? Đừng quả nó mất mất video nhé. Ai có mặc cái mặc vào test thử nào. À cho đây vẫn còn này. Vâng, tỷ số là 1-2 C3.